Chào mừng quý vị đến với chương trình Alo Phim Nghe. Nhân dịp và cuối tuần, như Quỳnh và ekip chương trình Alo Phim Nghe chúc cho quý vị cùng người thân và gia đình những giờ phút thư giãn thật thoải mái và mong rằng những chương trình của HTV có thể góp phần làm thêm cho quý vị nhiều niềm vui. Hôm nay Alo Phim Nghe hân hạnh đưa quý vị gặp gỡ với ekip của đoàn làm phim Lao Công Bí Ẩn đang được phát sóng trên kênh HTV9. Nhiều quý vị có nhiều vấn đề thắc mắc và quan tâm muốn được lắng nghe chia sẻ từ trực tiếp đạo diễn của bộ phim này, chính là đạo diễn Quang Minh, và đồng thời quý vị cũng gặp gỡ một gương mặt rất trẻ hiện đang xuất hiện khá nhiều trên các bộ phim. Đó là gương mặt của nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Cuộc trò chuyện thế nào, chúng tôi xin hẹn quý vị trong chuyên mục về bật mí. Ngoài ra thì chương trình còn có những nội dung nào, như Quỳnh mời quý vị theo dõi sau đây. Và kính thưa quý vị, như là như Quỳnh có giới thiệu từ đầu chương trình, ngày hôm nay chuyên mục bật mí chúng ta gặp gỡ với ekip của đoàn làm phim Lao Công Bí Ẩn đang được phát sóng trên kênh HTV9. Xin được hân hạnh giới thiệu đạo diễn Quang Minh và nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Như quý vị cũng biết, ekip làm phim của bộ phim Lao Công Bí Ẩn khá là đông, nhưng mà ngày hôm nay thì đạo diễn Quang Minh và Vũ Ngọc Ánh rất là hân hạnh được có mặt ở đây để cùng giao lưu với quý vị. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngay vào một vấn đề có thể coi là sự quan tâm lớn nhất của khán giả khi mà biết đến bộ phim này. Đó là bởi vì bộ phim đề cập đến một cái chủ đề nó rất là nhức nhối, vấn đề quấy rối tình dục. Và như mình sẽ hỏi ngay đạo diễn Quang Minh, vốn thì đây là một vấn đề nóng từ xưa cho đến nay và chưa bao giờ nguội, cho dù là đã có rất nhiều báo chí đề cập rồi, nhưng đồng thời nó cũng rất là nhạy cảm. Tức là nếu như mình làm phim mà thật quá, sát quá thì sẽ không phù hợp với phim truyền hình. Còn nếu như mà nó quá lỏng lẻo, nó quá sơ sài thì nó không thuyết phục được người xem. Vậy thì bản thân anh khi nhận kịch bản cũng như tiến hành thực hiện bộ phim này, anh phải đặt vấn đề tiếp cận nó như thế nào? Khi tôi nhận được kịch bản từ công ty Lulai á, tôi rất thích cái đề tài này. Tại vì hồi đó giờ tôi làm rất là nhiều phim, nhưng mà cái đề tài này là hầu như lần đầu tôi làm. Thì qua quá trình đó tôi phải tìm tòi, tôi phải lên mạng, tôi coi những người quý rối tình dục thì ấu dâm sao. Rồi thông qua những cái đó, với lại trong kịch bản hầu như những chi tiết á, biên kịch viết rất chắc. Thì ở đó mình dậm giá thêm. Còn những cảnh quay cho cái phân đoạn mà để mà cái nạn nhân bị bộc lộ lên, cái đó thì mình sẽ không nhấn. Tại vì mình làm phim truyền hình để cho gia đình giải trí, có trẻ em xem. Mình sẽ quay nhưng mà cũng không có sơ sài quá. Có nghĩa là không vô chi tiết như phim điện ảnh. Nhưng mà mình cũng phải có hình. Ở trong đó có một cái phân đoạn, có vài phân đoạn Vũ Ngọc Ánh đóng cũng dã man lắm. Tất nhiên là cũng có cởi áo ra rồi để cho thấy bờ vai hay cái lưng gì đó. Nhưng mà chỉ là mang tính ước lệ. Tại vì mình biết là truyền hình là truyền thông. Nhưng mà khán giả vẫn sẽ cảm nhận được là những cái giây phút đó khá là khốc liệt. Nhưng quan trọng nhất là mình sẽ nhấn những phân đoạn sau của nhân vật bị cái gì? Bị những cái ám ảnh, bị cái giằng xé. Và mình khắc sâu vô cái đó thì tôi nghĩ cái đó sẽ là cái điểm thu hút khán giả. Và không chỉ như thế thưa quý vị, bộ phim không chỉ dừng lại ở cái chuyện quấy rối tình dục mà còn nhiều câu chuyện khác, như là mối thù của nhân vật Thùy An, mối tình giữa Thùy An và Công Lý, cuộc chiến tranh giành con, hoặc là những vụ án mạng bí ẩn. Như vậy thì có thể thấy đây là một bộ phim chứa một cái khối lượng khổng lồ những cái thông điệp về các vấn đề xã hội. Không biết là cái chủ đề về quấy rối tình dục nó chiếm bao nhiêu phần trăm, và liệu rằng với cái sự tham lam về chủ đề như vậy thì bộ phim có đảm đương được hết hay không? Thật ra trong phim là Con Bí Ẩn á, về chủ đề quấy rối tình dục á, là chủ đề chính. Tại vì nhân vật Diệp Bảo Ngọc đóng là Thùy An. Trước đó mình không tả, mà cô đó cũng là một nhân vật bị quấy rối tình dục. Sau đó cô ta nghĩ lầm và cô ta quay về trả thù. Đó là một nạn nhân để quay về trả thù thì... đó là một cái câu chuyện cho ước lệ đã được cho khán giả biết. Còn Vũ Ngọc Ánh thì được thể hiện từ tập 1 đến tập 10. Nêu lên một nhân vật được quấy rối và cảm xúc của nhân vật ở trong cái nhân vật của Vũ Ngọc Ánh đóng. Đến tập 10 thì Vũ Ngọc Ánh nhảy lầu tự tử. Thì ở đây nó song song đến hai tiếng nhân vật đều thể hiện lên cái quấy rối tình dục đó. Thì anh nghĩ đi bộ phim phát lên thì cái thông điệp đó nó không hề nhạt. Nãy giờ thì anh Quang Minh, đạo diễn của bộ phim Lao Công Bí Ẩn, nhắc nhiều đến vai của Vũ Ngọc Ánh, cũng chính là cô gái xinh đẹp nãy giờ đang ngồi khá là kiệm lời đây. Nhưng Quỳnh sẽ xin phép để cho chính nhân vật hãy nói về một chút xíu về nhân vật của mình cho khán giả được biết.
Nhân vật Ngọc Ánh trong bộ phim Lao Công Bí Ẩn thì có một cái sự khá trùng hợp, đó là cũng là tên Ngọc Ánh. Thì khi mà mọi người chia sẻ với em đó là mọi người đọc vai này thì nghĩ đến em đầu tiên, là bởi vì nó cũng cái vai nó cũng khá là đặc, rất là đặc biệt, và vì cái sự trùng hợp tên cho nên mọi người đều đặt em ở cái vị trí lựa chọn đầu tiên. Thì vai Ngọc Ánh là một cô bé có một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Mẹ của mình làm gái mại dâm, và mẹ của mình đi tiếp một bước nữa với một thầu xây dựng. Thì trong quá trình sinh sống thì cô bé bị một nghịch cảnh khá là đặc biệt, và cái nghịch cảnh đó là một cái hiện tượng xã hội bây giờ người ta đang lên án rất lớn, đó là cô ấy bị ấu dâm bởi chính người cha dượng của mình. Thì vì cái sự việc đó mà cô bé rất là muốn thoát ra khỏi gia đình đó. Thì công việc ở cái công ty đó là một cái cơ hội mới đầu đời đối với cô bé nghĩ là như vậy. Thì không ngờ là đó không phải là một cơ hội để đổi đời, mà đó là một cái nghịch cảnh tiếp theo, cái chuỗi bi kịch tiếp theo của cô bé. Thì những cái chuỗi bi kịch đó cuối cùng đẩy cô bé đến mức đường cùng là phải nhảy lầu tự tử. Đó là một nhân vật rất là tội nghiệp. Khi mà em đọc kịch bản á, thì khi mà mọi người nói sơ sơ thì em không tưởng tượng được đâu. Em không tưởng tượng được là cái vai của cô bé này như thế nào. Mà tại sao lại thấy gặp gỡ với Ngọc Ánh, trong khi một Ngọc Ánh ngoài đời xinh tươi giống như một tiểu thư phù hợp với một cuộc sống an nhàn, mà người ta gặp gỡ cái chỗ nào ở đây như Quỳnh chưa thấy á? Cái này chị phải hỏi anh Minh là anh tại Minh, sao anh Minh quyết định chọn em? Tại sao chọn Ngọc Ánh này, chính là Ngọc Ánh trong kịch bản? Thật sự ra thì lúc đầu á thì cũng phân vân dữ lắm, nhưng mà do mình cũng làm việc Ngọc Ánh cũng 3 phim rồi. Và cô bé này có tố chất đó thì chỉ có những cái cảnh nóng hay những cái mà thể hiện nhân vật mà nạn nhân á, thì mình có nói với Ánh á, em cảm thấy được không? Thật sự trên kịch bản nó viết rất là bạo, để nó khắc họa được rõ nét nhất tính cách và những hình ảnh để cho người ta cảm thụ. Nhưng ở anh làm thì anh sẽ tiết chế bớt, tại mình đang làm truyền hình. Thì anh mới đồng ý. Mới đầu cái vai này mời anh thì anh cũng bận, rồi từ chối thì cũng giờ mời một số người nữa. Mời quá trời mời đi, mời quá tùm lum, mà người ta cứ mỗi lần đưa kịch bản là người ta từ chối. Nghe đưa kịch bản sợ quá đúng không? Tại khi họ đọc câu hình và câu thoại trong đó nó ghê quá. Nên chính vậy họ từ chối. Và sau này cái anh mới giãn ra công việc. Có cái nhận show anh mừng quá trời mừng. Đây rõ ràng là một vai dành cho anh rồi, từ đầu tới cái khúc gọi là quần rồi cũng quay lại đúng không? Dạ, thật ra thì em cũng xin chia sẻ luôn là khi mà em đọc bản thân em cũng sợ thiệt. Với lại cái căn bản là bạn trai hiện tại của em á, anh ấy cũng không thích em đóng cái cảnh mà quá anh quá không? Là kinh nghiệm cho cái nghề diễn viên đóng phim là tốt nhất đừng yêu đương gì, tại vì cứ can thiệp qua lại như vậy ảnh hưởng tới làm nghệ thuật đúng không? Nhưng mà thật ra có một cái điều trùng hợp là bạn trai em cũng tham dự bộ phim này, cho nên khi mà anh đọc kịch bản thấy anh cái vai anh thấy cái vai anh cũng hơi sợ, nhưng mà anh cũng yên tâm là bởi vì anh Minh là cái người mà dẫn dắt cái bộ phim này, là đầu tàu bộ phim này, cho nên anh cũng rất ông cũng khá là dù hơi lo lo một chút, nhưng mà khi đọc kịch bản xong thì em nói thiệt với chị là em bị thu hút bởi nhân vật này. Và em là người chính xác là người gọi điện thoại lại và nói là em muốn nhận cái vai này. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó là một cái số phận nó quá đáng thương và tội nghiệp. Cho nên em mới quyết định là em nhận cái vai này, mặc dù anh bạn trai cũng không vui lắm nhưng mà cuối cùng anh cũng phải chiều em. Và bên cạnh vai của Vũ Ngọc Ánh thì quý vị cũng biết là bộ phim này quy tụ rất nhiều những diễn viên nổi tiếng như là Diệp Bảo Ngọc nè, Lương Thế Thành, Thân Thí Hà, Quốc Cường, Gia Gia Trương Nhi, anh Tài. Nhưng mà chúng tôi muốn mời, trong số đó lại muốn mời Vũ Ngọc Ánh, bởi vì giống như là cả hai nhân vật của chúng ta vừa chia sẻ, tuy rằng cô chỉ thể hiện trong 10 tập nhưng cô lại chính là một nạn nhân điển hình của nạn quấy rối tình dục. Và như Quỳnh sẽ hỏi cả hai luôn, có phải là thông qua bộ phim này nhà sản xuất mong muốn nhân vật của mình với những cái khắc họa và chi tiết nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như vậy để có thể là một cái tiếng nói đối với xã hội và với cuộc sống nói chung hay không? Và cái thông điệp mà cả hai quý vị trong vai trò là một cái người trực tiếp á, muốn chuyển tải đến khán giả của mình là gì? Thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến qua cái bộ phim Lao Công Bí Ẩn là tôi muốn nói lên cái sự mà những nhân vật mà quấy rối tình dục á, ở ngoài đời mình sẽ không biết. Nên chính vì vậy á, tất cả mọi người á, khi đụng đến hay mà gặp những trường hợp như vậy thì cứ tố cáo, mạnh dạn tố cáo họ ra ánh sáng, đừng để dung túng, họ sẽ làm tới hết người này đến người kia và thậm chí còn nhiều người nữa. Và đừng vì mặc cảm mà tự ti rồi dẫn đến những cái hành động không hay giống như tự sát. Về mặt gia đình á, thì cố gắng quan tâm con cái mình nhiều hơn. Có nhiều bà mẹ thì cứ nghĩ cái đó là bình thường và cho qua, thì đó là những cái tác hại của
nhân vật mà bị quấy rối. Thì đó là thông điệp chính của tôi muốn mang đến. Và cũng đồng thời là có lẽ chúng ta nên có những cách giáo dục từ nhỏ để mọi người tự bảo vệ mình, đúng không? Tại vì thực ra chẳng may để mà nó xảy ra rồi á, thì cái hậu quả phía sau nó cũng khó giải quyết. Cho nên ngay khi mà chúng ta gọi là phòng nó còn hơn là chữa, đúng không ạ? Ngay như từ đầu chúng tôi có nói là vốn chỉ đặc thù của những cái bộ phim mà biết về quấy rối tình dục hay là về ấu dâm hoặc là tình dục nói chung, thì nó luôn gặp một cái khó khăn là làm sao để mà nó vừa thể hiện được mà nó lại tránh được cái sự phản cảm. Đặc biệt quý vị cũng biết là phim truyền hình là phim làm cho mọi người mọi nhà, là nơi mà chúng tôi phải yếu tố giáo dục và nhận thức rất là quan trọng. Vậy cho nên những người làm phim họ sẽ có cái khó riêng. Nhưng hãy hỏi ngay những người họ làm trực tiếp ở đây, ví dụ như trường hợp của Ánh và anh Minh, họ phải cân nhắc như thế nào? Như Quỳnh muốn hỏi cả anh Minh lẫn Ánh là cái trường đoạn nào, cái phân đoạn nào mà theo hai quý vị là khó nhất? Xin mời anh Minh. Thì trong quá trình quay á, thật sự ra công ty Lulai cũng đầu tư khá tốt về mặt diễn viên, nên tôi không e ngại vấn đề đó. Thì những phân đoạn hay là trường đoạn mà khó nhất theo tôi nhận định á, là những cái cảm xúc tăng dần. Yeah. Từ thấp lên cao của diễn viên. Có những ngày mấy bạn diễn viên sẽ khóc suốt. Tại đây là một cái bi kịch, một chuỗi bi kịch. Mà cái tính tôi làm phim thì rất khắt khe. Thí dụ như lần đầu và lần hai phải khác lần đầu, lần ba khác lần hai. Yeah. Có nhiều bữa vừa Ánh lên hiện trường quay sáng sớm là tôi đã quay cái lần ba rồi. Tôi không quay lần một, tôi quay lần ba. Tại lần một tôi đã quay trước đó rồi. Thì lúc đó là những cái khó khăn nhất của tôi. Và của cả diễn viên nữa, không phải riêng mình tôi. Thì Dũng Ánh phải nuôi tâm lý, khóc thật là nhiều cho diễn đạt. Và tôi phân tích kỹ là cái lần cuối cùng trước khi em bước xuống lầu, bước lên sân thượng và nhảy xuống lầu, thì lần đó em phải như thế nào. Có nhiều lần khóc quá trời cũng không được, thì cũng có xin lại, rồi cũng cho lại mà thôi. Đó là những cái khó khăn của anh em chúng tôi thực hiện. Đối với nhân vật của riêng em á, thì em thấy có hai phân đoạn rất là khó. Thì trong cái nhân vật này đã riêng nó đã khó rồi, tại vì giống như quý vị cũng đã viết, phim truyền hình của chúng ta quay cuốn chiếu chứ không phải quay theo đúng một mạch câu chuyện. Những cái phân đoạn cảm xúc sẽ bị cắt ra, như mình vừa chia sẻ, giống như buổi sáng. Ví dụ như một câu chuyện nó kéo dài như vậy thì có thể cái cảnh này hôm nay quay khúc này, hôm nay quay ở hôm nay, rồi cái khúc này mai quay ngày mai, rồi phải làm sao ráp lại. Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi anh Minh anh cũng vừa mới nói với mọi người đó, chính là có những phân đoạn cái cảnh này mình đã khóc rồi, ngày hôm qua mình quay mình khóc dữ lắm. Tiếp theo này mình cũng phải khóc nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái cảnh nó quay thì lúc sáng sớm mình chưa có tâm trạng để khóc, chưa có tâm trạng chưa có tâm trạng đến mức mà để khóc giạt giào, khóc nhiều giống như là ngày hôm qua mình đã từng quay. Cái đó là cái khó khăn duy nhất, không phải là chỉ riêng một mình Ánh mà đối với tất cả diễn viên thì đó cũng là một cái khó khăn chung. Vì mọi người đều phải giữ cái cảm xúc nhân vật của mình và phải hiểu được cái câu chuyện của mình rõ ràng như thế nào. Thì đối với nhân vật Ngọc Ánh này thì cái phân đoạn mà Ngọc Ánh ám ảnh nhất đó chính là cái phân đoạn bị bỏ thuốc kích dục ở trong phòng họp, và một cái phân đoạn tự tử ở trên tầng lầu 30 mấy và tầng lầu chung cư thiệt. Thì bây giờ chia sẻ trước về cái cảnh mà bị bỏ thuốc kích dục. Thì cái cảnh đó thì trước khi quay thì Ngọc Ánh sợ lắm. em nói thiệt với chị là em sợ thiệt. Tại vì bản thân mình cũng chưa biết là quay như thế nào. Mặc dù anh Minh trước khi nhận bộ phim anh Minh đã an ủi rồi, anh Minh cứ yên tâm đi, không sao đâu. Bỏ thuốc thiệt không? Không bỏ thuốc thiệt. Nhưng mà anh Minh có nói là yên tâm đi, anh quay mà em sẽ không bao giờ không bị thiệt thòi đâu. Và nghe vậy mình cũng rất là an tâm. Xong rồi hai anh em có ngồi xuống trao đổi với nhau, thì anh cũng có chia sẻ thật, anh cũng hỏi là anh Minh ơi, bây giờ mình quay như vậy thì liệu mình có giữ được cái thước phim này hay không? Tại vì phim truyền hình mà giống như chị cũng đã vừa chia sẻ là nó rất là khó. Và những cái cảnh đó nó hơi bạo liệt, cái cảnh đó nó hơi nhạy cảm quá. Thì anh Minh có nói anh chắc chắn là anh sẽ lấy cảnh này, em yên tâm, em cứ làm hết mình. Công việc của em, nhiệm vụ em bây giờ là em phải làm hết mình cho anh. Còn cái chuyện mà lấy như thế nào anh sẽ lấy cho em, và em yên tâm cái thước phim sẽ rất là đẹp. Và sau đó thì anh Minh set up một cái phòng đó, và anh Minh cho hết tất cả mọi người trong ekip ra, chỉ để riêng một cái máy quay và một anh cầm máy quay thôi. Thì cái cảnh đó là em phải cởi cái áo ngoài ra và cởi luôn cả cái áo ngực để lộ cái vai. Thì khi mà quay á thì làm lần đầu tiên anh Minh anh vô anh chỉ đường dây là tất cả các bạn diễn viên phải phối hợp, vì cái này chúng ta sẽ không quay được nhiều, chúng ta phải làm thật nhanh, và tôi muốn là nó phải thật tốt, cho nên tôi yêu cầu các bạn là phải thật sự tập trung. Và khi mà làm nó thì em cũng rất là căng thẳng, tại vì để cởi ra như vậy thì bản thân mình là con gái mình cũng hơi sợ. Thì khi mà quay xong một lần thì anh Minh mới nói là anh ơi không được. Tại vì giờ em cái góc quay, cái góc máy đặt như vậy, nhưng mà khi mà tụi em nằm lên thì khi mà em cởi ra không thấy gì cả. Và khi mà ra em monitor em coi lại
ồ anh Minh nói đúng là không được và chúng ta phải làm lại thêm một lần nữa. Thì bây giờ em nghĩ đến cái lúc đó rồi và chúng ta đã hết mình về nhân vật rồi và anh Minh anh cũng đã rất là cố gắng để mà bảo vệ em rồi, mà bây giờ nếu như cái thước phim này không được thì rất là tiếc. Và rồi em với anh Minh phải ngồi nhìn lại và anh Minh nói là anh ơi bây giờ em phải ngồi dậy. Em phải ngồi dậy khi mà em với anh lúc đó em nắm cặp với anh Quốc Cường là em khi mà bỏ thuốc rồi em sẽ tấn công tình dục anh Quốc Cường. Em là người chủ động mà cái tính cách nhân vật nó không phải, nhưng mà do thuốc cho nên cô ấy mới trở nên như vậy. Và sau đó thì cuối cùng em là người phải chủ động vào. Khi mà đứng ra diện, khi mà ngồi như vậy thì em và anh Cường sẽ áp sao? Vào nhau thì cái lưng của em sẽ bắt được hết. Và cái cảnh khi mà em cởi hết áo ra và cởi luôn cả cái áo ngực của mình đó, thì nó sẽ rất là sống động và nó sẽ rất là thực. Và khi mà làm xong thì em với anh Minh rất là ưng ý cái cảnh quay đó. Chứ còn cái cảnh mà anh nói là cảnh trước khi tự tử. Dạ, nó như rồi. Thế nào? Cái cảnh trước khi tự tử thì nó rất là kinh khủng. Tại vì thật sự là em đứng ở trên cái tầng thượng của cái lầu chung cư thật. Và hôm đó em và anh Minh rất là căng thẳng. Tại vì trong quá trình quay cái bộ phim này thật sự đã xảy ra một cái sự tai nạn rồi. Một bạn diễn rồi và nó rất là nguy hiểm. Và anh Minh cũng rất là cẩn trọng trong tất cả những cảnh quay về sau đó. Mà cái bộ phim này chị biết là nó quá nhiều cảnh đánh nhau, quá nhiều cảnh nguy hiểm. Cho nên khi mà bây giờ nếu như để quay với cái thước phim đó, thật nhất là cái cô bé này cũng đứng ở trên cái tầng thượng cao nhất và cũng nhảy xuống. Và bây giờ anh Minh nói là anh bắt các anh thiết kế và chuẩn bị cái dây bảo hộ cho em. Và anh nói là anh ơi bây giờ anh sẽ đứng ở dưới em chịu khó em lên trên đó, em đứng ở ngay gần cái mép cho anh. Nhưng mà anh cũng sợ không lắm chị. Làm cascader ta. Thật ra thì cascader nó sẽ không hiệu quả. Và bây giờ anh Minh đã chọn cái góc rất là hay. Khi cái cảnh em nhảy xuống thì anh sẽ cho em nhảy vô bên trong, phía bên trong. Nhảy vô phía bên trong thì cũng có cái mờ mép vậy đó. Nhưng mà mình nhảy bên trong thì nó thấp thôi, khoảng chừng 1 mét thôi. Thì anh bảo hộ hết ở dưới rồi, em chỉ việc nhảy xuống thôi. Nhưng mà khi mà quay cái cảnh toàn á thì nhìn nó rất là trên ven. Dạ đúng rồi, cảnh toàn thì mình phải đứng ra cái mép thật. Cảnh toàn thì mình phải đứng ra cái mép của cái tầng thượng chung cư thật. Thì khi mà quay ở dưới quay lên, nó sẽ nhìn thấy được cái tòa nhà rộng lớn và một người con người bé nhỏ chuẩn bị. Thì khi mà có cái cảnh đó thì em với anh Minh đều rất là sợ. Và anh Minh phải cho cái kế cột vào cái dây bảo hộ ở đây của em. Đầu em nói thôi anh Minh ơi chắc không sao đâu. Nhưng mà như vậy về dựng anh phải mờ cái đó đi không anh? Không, cái đó mình quay trên cái toàn thì mình ăn gian nó giấu phía sau lưng. Mình không có cho khán giả thấy được. Nhưng mà em nghe em cũng hơi sợ. Như những hình ảnh quý vị xem khi mà Ngọc Ánh kể về cái cảnh quay này, nhiều khi chúng ta xem chỉ có thoáng qua vài giây thôi, nhưng để mà làm được bối cảnh như vậy thì cả ekip phải rất là nặng đầu. Tại vì quý vị cũng biết cái tai nạn trong nghề nghiệp về đóng phim nó rất là nhiều. Và có nhiều trường hợp rất là đau lòng. Bản thân bạn trai của Ánh Quỳnh đã từng phỏng vấn một cái chương trình về tai nạn nghề nghiệp, và chính anh cũng gặp một cái tai nạn rất là đáng thương, phải không? Rất là đáng tiếc. Nên làm diễn viên thì cũng có những hy sinh như vậy. Nhưng mà rốt cuộc cảnh đó đã quay, mình phải quay mấy lần hay là chỉ quay một lần là được? Thật ra em với anh Minh là phải quay khoảng 2 lần. Hai lần. Và cái cảnh đó thì tại vì khi mà đo thì lúc đầu khi mà quay xong thì khi mà đo em đứng vào cái mép nó khoảng không phải là đứng sát cái mép đâu. Nhưng mà khoảng cách cỡ khoảng 3 bước chân. Thì khi mà quay lên đó, anh Minh vẫn nói anh ơi chưa được, nhìn nó vẫn không có giống, em dích ra ngoài chút xíu giùm anh được không. Mặc dù anh Minh là người lo lắng nhất. Và ngày hôm đó em thấy rõ cái sự lo lắng của anh Minh là bởi vì anh lớn tiếng và anh điều động rất là căng thẳng. Anh Minh khi mà cái trong môi trường làm việc của anh, khi mà anh không có căng thẳng, rất là thoải mái, rất là vui vẻ, anh hay đùa giỡn ở đây cũng vậy nè. Nhưng mà khi mà anh lo lắng hay là lo lắng cho cái cảnh quay hay là sự an toàn của diễn viên thì anh rất là nghiêm túc và rất là căng thẳng. Cho nên anh yêu cầu anh cũng khá là lo lắng cho em khi mà em đứng ở mép bìa như vậy. Thì anh cũng nói là anh ơi bây giờ em nhích thời gian chút xíu đi, tại vì bây giờ mình đã đến lên trên đây rồi. Thì mọi người giữ em rồi, em yên tâm đi, không sao, em nhích ra chút xíu đi. Ok anh Minh, không sao, giờ luôn. Em nhích ra bên ngoài. Thì khi mà đứng lên trong công nhận nhìn xuống á, trời ơi chóng mặt luôn đó chị, nhìn sợ lắm, rất là đáng sợ. Nhưng mà sau khi làm xong á, thì sau khi đem về phòng dựng thì phải nói là em với anh Minh cực kỳ hài lòng. Và cuối cùng cái sự công sức của mình á đã được đón nhận và cũng như là đã khiến cho bộ phim tốt hơn. Như mình cảm thấy nghe Ánh kể xong đã từng có giấc mộng làm diễn viên, chứ bây giờ mình thôi luôn đó. Tại vì bản thân như mình rất sợ độ cao và cũng rất là sợ những cái khoảnh khắc hồi hộp như vậy, mình đau tim lắm anh. Thưa quý vị, như mà những gì mà Ánh kể về vai diễn của Ánh thì có thể thấy tuy rằng Ánh chỉ xuất hiện trong 10 tập nhưng mà toàn là những phân đoạn đắt giá. Có một điều như mình thắc mắc là
Về mặt vai diễn cũng như về mặt thông điệp từ nhân vật Vũ Ngọc Ánh thì có lẽ chúng ta không phải bàn nữa. Anh đã làm tròn phận sự của mình. Nhưng về mặt một cái tầm vóc của một bộ phim thì đang có một cái thắc mắc cần được hỏi ở đây. Chính anh và Ngọc Ánh đã nói từ đầu thông điệp bộ phim này là muốn cảnh tỉnh, muốn người ta một cái sự lên tiếng, đúng không? Nhưng mà anh lại để cho nhân vật mình chọn cái chết như một cái câu, như một cách phản ứng lại cái số phận của mình. Thay vì là đấu tranh đến cùng thì rõ ràng đây là đến tập số 10 là Ánh mất, tức là đi 1/3 chặng đường. Yeah. Thì những cái đoạn tiếp theo thế nào chúng tôi không thể tiết lộ được vì đó là bí mật của bộ phim. Nhưng mà khán giả đang đặt một cái sự phân vân là anh liệu có cho nhân vật chọn lấy một cái kết cục quá sớm không, nếu như anh muốn truyền đi thông điệp về sự đấu tranh. Ở trong đây nó có cái thông điệp là quấy rối tình dục mà nhân vật Ánh thể hiện, thì ngoài nhân vật Ánh ra thì còn có nhân vật Thùy An. Một nhân vật đó đã bị quấy rối tình dục và họ cũng chọn một cái phản ứng lại là trả thù. Thì ở đây chúng tôi muốn đưa ra cái gì? Đưa ra hai nhân vật và hai hành sự khác nhau. Một nhân vật lẳng lặng tự tử, một nhân vật quyết tâm trả thù. Để chi? Để cho khán giả xem đài thấy được rằng những phản kháng đó đúng hay sai. Và cuối cùng thông điệp đó, mà để đúng hay sai thì khán giả sẽ tự cảm nhận và họ sẽ biết cách để tự bảo vệ mình. Ở đây là sự trình bày của cái bộ phim, còn cái khúc sau nữa là còn đang bí mật, là còn bí mật. Như vậy có nghĩa là câu hỏi của Như Quỳnh thực ra cũng hơi sớm, vì phàm thì quý vị cũng phải biết rằng là rượu ngon là về cuối phim hay là phải cũng vậy, thì chúng tôi cứ phải giấu lại để mà càng về sau cái kết cục nó mới được gợi mở, như là tách những cái lớp vào trong một cái đóa hoa sen vậy đó. Thì cũng giống như anh Minh nói, nó đang phản ánh cuộc sống ở chỗ là chúng ta có hằng hà sa số những số phận, những cái điều không may, thì mỗi một người cũng chọn những cách phản ứng khác nhau. Chúng ta không có một công thức chung là tất cả sẽ chọn cách của Ánh, hay tất cả sẽ chọn cách trả thù, hay tất cả sẽ chọn cách im lặng hay lên tiếng. Thì đó là hành xử của mỗi người, và bộ phim đang đưa ra những lựa chọn để chính chúng ta suy ngẫm. Nhân dịp có cái cuộc trò chuyện về chủ đề quấy rối tình dục thì Như Quỳnh muốn đặt câu hỏi cho hai khách mời của chúng ta, đó là rất nhiều những cái người ngoài cuộc, tức là không phải người trong cuộc, gọi là những người bên lề, hoặc là những người mà quý vị thấy trong các cái tin tin báo là hay gọi là người comment á, bình luận á, thì họ sẽ nhìn vấn đề theo cái hướng của họ nó rất là khác. Ví dụ như họ cho rằng những cái mà động chạm sơ sơ bên ngoài, sờ sờ mó mó, nó không có vấn đề gì cả. Nhiều khi có khi nào các cái cô người trong cuộc có làm quá lên hay không, để mà đánh đồng xã hội và làm náo loạn xã hội hay không. Tức là cái việc phân định mức độ trong một cái cuộc quấy rối để gọi đó là cuộc quấy rối tình dục hay đó chỉ là một cái sự cợt nhã vui đùa ở mức độ chấp nhận được, thì đến giờ người ta vẫn chưa có phân ranh giới. Thì đó, chính vì cái điều đó, cái điều mà mình khó nói là giờ quấy rối tình dục thì cái người nạn nhân là người hiểu rõ nhất. Và thí dụ như để cho người đứng người thứ ba người ta nhận xét thì chỉ có cơ quan pháp luật. Thì bởi vậy mà mình mới đưa cái thông điệp là nếu mà mình là nạn nhân thì mình cứ tố cáo với công an. Thì cái cơ quan pháp luật họ sẽ đo được mức độ như thế nào và họ sẽ làm rất là rõ ràng cái mà Quỳnh muốn nói, muốn hỏi nãy giờ. Thì ở trong phim này cũng có nhân vật, có nghĩa là đổi tình lấy tiền. Ở đây nó rất là đa dạng trong phim. Vậy thì đâu phải là bị quấy rối, đúng không? Đó, thì nhân vật đổi tình lấy tiền hay đổi công việc lấy tình cảm. Chuyện đó là mình đang phản ánh về cái quấy rối tình dục công sở. Rồi sau đó mình sẽ đưa cái hậu quả của cái những người đổi đó. Thì ở cái mức độ sờ sờ đó thì nằm ở nhân vật đó. Có nghĩa những nhân vật mà người ta muốn đổi tình lấy tiền hay đổi tình lấy công việc thì họ cứ nghĩ là sờ sờ mó mó chả sao cả. Nhưng mà đối với bản thân mình, có nghĩa là mình trong phim mình sẽ đưa ra rất là nhiều nhân vật, tức là chủ động hay bị động. Nếu mình chủ động, đúng không, thì mức độ nào mình biết. Còn khi mình là bị động thì nhiều khi dù chỉ một câu nói hay một ánh mắt thì nó vẫn là quấy rối, đúng không anh? Vâng, kính thưa quý vị, Như Quỳnh nghĩ hôm nay là một cuộc trò chuyện rất thú vị. Nó không chỉ về một bộ phim mà còn về một vấn nạn nó khá là gay gắt trong xã hội ngày nay. Thì thông qua những tác phẩm nghệ thuật như là phim ảnh, sách báo, văn học, nó chính là một thông điệp được truyền đi bằng những cách khác nhau. Thì Như Quỳnh nghĩ rằng Lao Công Bí Ẩn đang đóng góp một vai trò như vậy. Nhưng mà điều động lại, Như Quỳnh nghĩ là cái mà khán giả có thể cảm nhận đằng sau một câu chuyện phim, đó là những cái điều họ có thể tự rút về cho bản thân mình để đúc kết một cái gì đó, để tránh cho cuộc đời mình gặp phải những bi kịch. Thì điều đó Như Quỳnh rất là muốn chính Ngọc Ánh và anh Minh sẽ truyền đi thông điệp này đối với khán giả. Làm sao chúng ta tránh được những hậu quả hơn là chúng ta để mọi chuyện xảy ra? Thì theo tôi nhận định thì nếu như mà mình để mình bị rồi, mình bị quấy rối rồi, rồi mình mới nói thì chuyện đã rồi cũng không nên. Thì qua thông điệp của bộ phim, ở đây tôi cũng muốn nói rằng nếu mình phải tự trang bị cho mình. Thí dụ như ở một cái chỗ nào đó mà nó có hai người mà mình có cảm giác người đó không an toàn thì mình sẽ tách ra. Mình xin phép hay gì đó. Hoặc là về phía gia đình phải giáo dục con cái
cha mẹ phải đừng ngại vấn đề về tình dục mà cứ nói khi con nó mới trưởng thành thì đó là điều tốt nhất để trang bị cho con hay cho em mình một cái kiến thức để sau này mà biết né tránh những cái đó, chứ còn để mà xảy ra rồi thì coi như xong. Dạ. Còn Ánh thì sao? Thì thông qua bộ phim thì Ngọc Ánh cũng muốn gửi đến quý vị cũng như là những các cô gái trẻ một cái lời khuyên cũng như là một hành trang vào đời, đó chính là hãy tự tìm cách bảo vệ bản thân mình. Trong môi trường làm việc cũng như trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng nên chú ý đến cách ăn mặc để có thể biết đâu là vì chúng ta ăn mặc quá hở hang, hoặc là chúng ta không may để lộ những phần cơ thể quá hấp dẫn để khiến cho những cái đối tượng mà quấy rối tình dục dễ dàng tiếp cận hay dễ dàng hãm hại chúng ta nhiều hơn. Vì vậy tốt nhất là chúng ta hãy luôn tìm cách bảo vệ mình dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của diễn viên Vũ Ngọc Ánh và đạo diễn Văn Minh. Như Quỳnh nghĩ đây là một cuộc trò chuyện rất là thú vị và ý nghĩa. Và để cho quý vị biết thêm nhiều về những điều mà bộ phim này truyền tải thì có lẽ hãy tiếp tục theo dõi bộ phim này trên kênh HTV9 vào khung giờ 22 giờ nhé quý vị. Còn một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Vũ Ngọc Ánh và đạo diễn Văn Minh đã đến với chương trình Alo Phim Nghe. Khô Trần hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục phim mới. Hôm nay Khô Trần sẽ giới thiệu hai bộ phim đang phát sóng, mời quý vị theo dõi ngay sau đây ạ. Một tác phẩm đang được rất được quan tâm trên HTV9 là Lao Công Bí Ẩn, phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm do đạo diễn Minh Mấm thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như là Diệp Bảo Ngọc, Gia Gia Trương Nhi, Quốc Cường. Làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy ta? Cố che giấu. Alo. Tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ của cô đây. Dạ. Tôi thật xin lỗi, nhưng mà cô phải tới bệnh viện ngay bây giờ mới được. Dạ. Đi mà được hả? Buông ra coi. Đi đi con. Để bà, vì bà già, tôi tha cho bà đó. Bà đừng có nhiều chuyện, xé cho chuyện của người khác. Mà. Anh ơi, con ơi. Anh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Cô này bữa mình thấy. Tại sao con bỏ nhà đi để ra nông nỗi này hả anh ơi? Thì hãy bình tĩnh, vì chúng tôi muốn hỏi chị vài điều để phục vụ điều tra. Anh ơi. Chị vừa nói là Ngọc Ánh bỏ nhà ra đi. Khô Trần xin phép không tiết lộ nhiều hơn. Mời quý vị mở TV kênh HTV9 lúc 22 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 để theo dõi tác phẩm Lao Công Bí Ẩn. Vẫn trên kênh HTV9 vào lúc 16:30, Khô Trần mời quý vị đón xem phim bộ phim Dòng Sông Đam Mê do Columbia sản xuất. Bộ phim kể về Piper, một thanh niên lớn lên giữa bầy gia súc trên đồng cỏ. Piper hài lòng với cuộc sống bằng hàng thanh bạch nhưng kể từ khi gặp Lina. Cuộc đời Piper trở thành một chuỗi dài những bi kịch. Vì muốn phá vỡ khoảng cách giàu nghèo để đến với người yêu, Piper chấp nhận đề nghị của đại tá Itaga hợp tác cùng Markov đi bắt trùm thuốc phiện Michel. Phần thưởng cho anh sẽ là $1,000. Trong lúc Piper đi xa, Christian, bạn thân của Piper, nhận trách nhiệm chăm sóc Lina. Nhưng giữa họ lại nảy sinh tình cảm, tất cả bị cuốn vào một mối dây rối rắm, đau khổ triền miên kể từ khi Piper trở về. Có phải nội dung phim rất hấp dẫn không ạ? Sao? Chưa từng thấy nữ hoàng hả? Tự chúc mừng đi người anh em, với người phụ nữ này cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi không hiểu cô nói gì hết. Được, anh hay lắm. Anh đang giấu tôi đó hả? Anh không thể nào không để ý tới cô gái vô cùng yêu anh được. Sao? Anh không thích cô ấy hả? Đó không phải vấn đề đâu cô ơi. Khô Trần xin phép được nhắc lại giờ phát sóng vào lúc 16:30 trên kênh HTV9 mỗi ngày. Mời quý vị đón xem ạ. Vậy là chuyên mục phim mới hôm nay phải tạm dừng tại đây rồi. Khô Trần xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mời quý vị đến với lịch phát sóng trong tuần.
Và đến đây thì Như Quỳnh xin phép được khép lại chương trình Alo Phim Nghe. Giờ phát sóng của chương trình vẫn là khung giờ quen thuộc 14:30 trên kênh HTV7 vào trưa chủ nhật hàng tuần. Và quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng hai cách: số điện thoại 910027 hoặc địa chỉ email alofimnghe@gmail.com. Như Quỳnh xin được chào tạm biệt.